Vâng, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với xe đấu thứ 8, trận thi đấu đầu tiên. Và sẽ có xe 9, đó là những điều gì mà tôi nhận được từ các game thủ. Màn hình máy của game thủ Gunny là người cầm Samarian. Và màn hình máy của game thủ Velop là người cầm Pamidan. Ở trong trận thi đấu chung kết ở trong xe đấu thứ 7 là một trận thi đấu quá nghiệt ngã dành cho Pamidan đến từ game thủ Velop. Còn trận đấu này thì đang có dấu hiệu khác dần. Vâng, khác dần nhiều và khác dần đều. Như vậy là gặp Mel ngay ở những thời điểm đầu, có bãi quả. Vẫn biết rằng Pan ăn quả là vô đối, nhưng đây là thời điểm mà Pan chưa đóng được S đầu, chứ nói gì là vâng cái G để ăn quả. Cần phải cố gắng ép gỗ nhiều hơn khi mà những cây gỗ đầu là gần. Vâng, chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với trận đấu thôi. Tom Cruise thì đang rất vui tính, ngồi ở nhà không lên được quán theo dõi người anh Gunny và Venus thi đấu. Nhưng ở nhà đang hot líu lo. Đang có những dự đoán khác nhau đến từ vâng các game thủ cũng như các bạn khán giả. Ở trên vâng sân chơi dự đoán có thưởng cũng đang có vâng rất nhiều các ý kiến khác nhau của rất nhiều các chuyên gia. Vâng, đóng cái gì mà đóng lắm đến như vậy. Ông Thánh ăn chanh đến từ game thủ bên lớp. Vâng, đúng là ông Thánh. Cái biệt danh này không phải là do tôi đặt. Vâng, cái biệt danh này là do, nếu tôi nhớ không nhầm là do G-Man đặt thì phải. Nhưng cơ bản nó vẫn là đúng. BB đã được thiết kế rồi. Thực là hơn 5 loét. Chúng ta cùng chờ đợi xem bao giờ. Vâng, bao giờ thì kích đời được bài này. Samarian đến từ game thủ Gunny 28. Vâng, có một cái điều nghịch lý ở trong ngày hôm nay, game thủ Gunny và cứ về lớp chém tuyển là Gunny bài lại thiếu rừng. Và không tin các bạn cứ ấy mà xem, cứ xem lại clip mà xem. Vâng, cứ Gunny mà xin lỗi bạn, cứ về lớp mà chém tuyển thì Gunny lại là tù rừng. Và thường thì vẫn được cầm cung thôi nhưng mà lại tù rừng. Rabbit, 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 rabb
Vâng, rất hay trong tình huống vừa rồi, các bạn có thể thấy là cực kỳ hay. Vâng, con phù thủy ở phía ngoài, lạc đà bị nhốt ở phía trong. Bây giờ thì chuyển thành thế 2 vs 1, thậm chí nở con nào thành 3 vs 1 và 4 vs 1 luôn. Rất hay. Vậy lớp đang chém cực kỳ hiệu quả trong trận thi đấu này, chém rất hiệu quả. Hai chiếc ruộng rất gần so với chiếc BG của game thủ Meo Meo. Nhưng về lớp vẫn đang ung dung và phát triển mà chưa có hiện tượng gì xảy ra. Gunny thì sao? 28. Tốt rồi. Một khoanh ruộng ấm. Và chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại thôi. Một bài mà đã có cung hai áo đến từ Minoan của game thủ BB rồi. Nhưng thời điểm này BB là người không có bánh xe. Còn màn hình máy của game thủ Gunny xem đã công vào đến đâu rồi. 47 trên 48 là tham lai lúc này đến từ game thủ Gunny. Có quá nhiều lợi thế đến từ game thủ Gunny khi mà Venlop là người đã chém ưu ở trong trận thi đấu này. Chiếm được quá nhiều ưu thế. Meo Meo là người đã quẳng rất sâu. Bây giờ thì việc còn lại của ứng thủ Gunny chỉ là giữ nhịp và sau đó để đẩy quân một cách từ từ và hợp lý thôi. Vâng, 31 trên 36 là timeline này đến từ Bamidan. Một cái timeline là quá khỏe. Thôi, lên một chút cái ấy, vâng, đang định bảo lên một chút cái công nghệ. Thêm một chút cái công nghệ thì time đã quá đẻ. Và tỷ số là 1-0 trong C8 dành cho Venlop và Gunny. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ hai trong C8 thôi. Thank you.